Hơn 3 năm về trước, cô dâu 200 cây vàng Trần Thu Hương đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng trước đám cưới xa hoa hiếm có của mình. Đến nay, cuộc sống của cô vẫn làm cho nhiều chị em khác không khỏi ao ước. Đặc biệt trong ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3 này, cô còn được chồng tặng xương xương một món quà siêu to khổng lồ. Qua tìm hiểu, được biết cô chính là nàng tiểu thư sống trong tòa lâu đài 7 tầng ở Nam Định, cũng là nơi từng tổ chức đám cưới. Ngày kết hôn, cô còn lên xe hoa với của hồi môn lên đến 200 cây vàng. Sau 3 năm về nhà chồng, cô dâu 200 cây vàng này vẫn giữ vững được sự hào nhoáng của bản thân. Điển hình như mới đây, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 phần 3, cô đã được chồng tặng xương xương 200 triệu đồng. Tuy không phải hoa hay quà như mọi lần, nhưng lần tinh tinh mở bát này cũng đủ để khiến bao người trầm trồ. Chưa kể, theo lời bàn tán từ dân tình, chắc chắn quà mùng 8 phần 3 của cô sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Rất có thể ông xã của Thu Hương sẽ lại chuẩn bị cho cô một bữa tiệc hoành tráng giống như đợt sinh nhật hay ngày 20 tháng 10. Đây không phải là lần đầu tiên cô dâu này nhận được món quà lớn đến như vậy. Trước đó, Cô cũng từng khoe trên mạng xã hội mình vừa nhận được một chiếc đồng hồ Rolex dây Dead President, một trong những mẫu đồng hồ danh tiếng nhất thế giới. Cô không ngần ngại công khai luôn giá, xương xương 69.950 đô la Mỹ, khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Chỉ một story thôi cũng đủ để thấy đẳng cấp của nàng dâu này lớn đến mức nào. Dù là một món quà bình thường cũng có giá bằng mấy năm đi làm của những người khác. Không chỉ vậy, vào dịp 20 tháng 10 vừa qua, Thu Hương còn được chồng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng không kém. Nếu theo dõi trang cá nhân của nàng Thu Hương, có thể thấy ngoài những món quà đắt đỏ cô còn liên tục được trồng vào bếp nấu ăn cho muốn gì là có đó gọi cô là bà hoàng cũng chẳng sai nói cách khác cuộc sống hôn nhân của cô vô cùng sung sướng là điều mà rất nhiều chị em mơ ước có được